cũng nhiều nhiều đó, mình đi bán cái chỗ nào mà người ta thu lại nhiều á. Sao lượm nhiều được, nhiều người lượm cho chai cũng nhiều người lượm chứ. Thì cũng cậu cũng biết nó tự nhiên nước mắt như vậy. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang để thăm lại hoàn cảnh của anh Thủy, một người mà gà trống nuôi con sau khi vợ của mình mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo và không qua khỏi. Anh một mình phải nuôi ba người con, trong đó thì có một bé trai bị câm điếc bẩm sinh, cô bác quý anh chị, và một bé trai nữa đó là bé Hưng, thì và một người anh nữa. Mặc dù là cuộc sống đơn chiếc, gà trống nuôi con, nhưng anh làm lụng để mà nuôi các đứa con của mình ăn học. Ngày mà vợ anh mất thì cũng là lúc anh lâm nợ, có nghĩa là anh bán hết những cái tài sản của mình đó để mà lo cho vợ của mình. Ngày hôm nay thì thay mặt Mạnh Thường Quân cũng như là quay trở lại thăm lại hoàn cảnh của gia đình của anh Thủy và bé Hưng, cũng như là hai bé Hào và một bé nữa vừa mà Bùi Hồ anh tên rồi, để chia sẻ về cuộc sống hiện tại như thế nào. Hay cô bác quý anh chị, bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Chào Hưng. Con tên gì quên mất tiêu rồi. Nhật Hào. Còn bé kia Hưng. Dạ, chào anh Hưng. Còn ngủ hả? Hưng nay nhìn đẹp trai vậy. Anh tắt bạc cái hả? Dạ, cây đó được rồi. Sợ ồn quá. Con neo vô cái. À, hôm nay cuộc sống của gia đình mình như thế nào anh thấy? Cũng vậy cho đi đi. Cũng vậy thôi. Dạ. Mày nợ nần gì trả hết chưa? Nói chung thì trả thì cũng trả cũng tương đối. Hôm qua làm điện cho anh là anh đi làm. Đúng rồi. Cái này còn làm bao nhiêu tiền? Còn. Hồi hôm em điện là anh đang trực ở dưới. Dạ. Ngày được 100 ngàn hả? 100 ngàn. Cũng được ha. Rồi Hưng hè này nghỉ hè hả? Dạ. Nghe nói là hôm trước là ba nói là học được thi gì được cấp quốc gia gì đó hả Hưng? Thi gì Hưng? Thi đánh Olympic. Hả? Đánh Olympic. Toán Olympic hả? Quốc gia quốc bạn luôn. Ở đây là đây cô bác quý anh chị, giải đồng tiếng Việt lớp 3 của toán V Olympic là toán giải toán qua mạng á. Đây là giải vàng. Này là dòng cấp trường của bác quý chị, có nghĩa là Hưng được giải nhất á. Còn này là dòng cấp quận thành phố đó, cấp thành phố á. Rồi sau đó là có đi cấp quốc gia nữa hả Hưng? Dạ, mà lỡ trình rồi bị rớt mạng. Rớt mạng cái nghỉ luôn. Rớt mạng hả? Dạ. Hè này con có đi học thêm không? Dạ có. Bây giờ cuộc sống ba cho con như thế nào vậy? Dạ cũng bình thường, từ lúc chú vô giờ cũng sống bình thường rồi. Dạ. Dạ. Rồi có đi nhặt ve chai gì không? Dạ không. Chị nằm nhà khổ mới nhặt lại thôi chứ. Ba nhìn đẹp trai quá. Hôm trước thì có mấy chú rồi liên hệ để hỗ trợ con đi học á. Để giúp đỡ con thì như thế nào rồi anh thầy? Đưa bé Hưng đi lên chảnh mà mình đâu có cho đi được. Rồi mà còn nhiều người lắm, rồi bắt bé Hưng đi lên chợ người ta nuôi. Nói bây giờ cha con ở chung vậy mà dắt con mình đi một mình thì nó cũng không chịu đâu, nó cũng không chấp nhận đâu. Hôm qua cũng có người điện nữa nè, ở tới Hà Nội ngoài á. Điện nói sao? Nói là bây giờ làm giấy tờ đi, rồi tôi xuống chính quyền địa phương, tôi cũng làm giấy tờ của địa phương tôi. Tôi có nhận bé Hưng làm con nuôi để tôi lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Cha con thì cũng gặp bình thường, giả tỷ muốn thăm thì cũng lên thăm. Mà dễ gì bé Hưng nó đi được đâu, nó không có đi, hồi nào giờ nó đâu có gọi cha đâu. Nhưng mà làm giấy tờ thì nhận làm con nuôi sao được, em tưởng nó có một cái trường nào liên hệ đến bé Hưng không? Không, nó chỉ đem bé Hưng đi lên chở không à, rồi đem đi không à. Thì ý kiến của con sao Hưng? Con cũng không biết, con cũng ở lại với bà thì chứ con không có đi đâu. Con không đi đâu hết hả? Ừ. Không ngày hả? Với khe thức sắc của nó đó mới nhận nữa. Dạ. Nên là năm nay luôn chung học, với mày luôn học rồi. Giỏi quá. Còn ở trong lớp là con có làm chức gì không? Con cũng chức tổ trưởng. Học sinh xuất sắc luôn cô bác anh chị, ở học ở trường mà tỉnh chi á.
lớp 1 thì lớp có trật tự, lớp 2 thì lớp có lao động, lớp 3 thì làm tổ trưởng. Con nói là sau này ước mơ của con làm gì mà chú Hậu quên à? Con... Hả? Con không biết nữa. Con giống chữ ở bành rồi. Con giống chữ thôi chứ con không biết nữa. Rồi hôm trước có một cái chị gửi tiền mua chiếc xe đạp, mua chưa? Rồi đó. Mua rồi hả? Hên nhiêu? 2 triệu mấy, gần 3 triệu đó. À hôm trước chị đó gửi cho em 3 triệu nhưng mà em nói là hồi lâu qua em không có thời gian em xuống. Chiếc đó mua gần 3 triệu đó, 2 triệu 800 mấy đó. À. Nó 3 triệu nó bớt 150 ngàn. À. Đi đạp, im không hơn? Im. À hả? Rồi hè này có tính làm gì phụ ba không hay là ở nhà đi học thêm thôi? Dạ, con không biết ở nhà học thêm. Thì sáng nay gia đình mình có ăn sáng không? Có mua rồi đó. Ăn gì anh? Mua cơm cho mấy đứa nó ăn. Rồi trưa thì nấu canh. Cơm nấu rồi, hồi bắt đầu mới làm đồ ăn. Dạ. Hôm trước là có chị Xuyên mà hỗ trợ cho mình đến trọ đến bao nhiêu tháng rồi? Chị Xuyên đó con. Xuyên ở Mỹ á? Chị Xuyên à. Thì hết năm mà nửa năm rồi. Nửa năm, còn nửa năm nữa đúng không? Mà điện đợt này lên thì nó rồi tăng tiền nhà trọ lên. Rồi tăng nhiêu? Thì rồi lúc đó là lấy 1 triệu, bây giờ lên 1.3 triệu mấy rồi. Lên là tháng rồi đó. Lên 1.3 triệu mấy hả? Lúc trước là 1 triệu hả? Trước thì điện nó không có lên, bây giờ điện tăng gấp đôi rồi. Rồi bây giờ mình còn 6 triệu quá thì trừ ra qua hết. Thôi mình cứ trả tiền điện riêng rồi tiền nhà trọ riêng. Thì bây giờ là cứ giữ tháng thêm 300 mấy thì đóng 300 mấy rồi lại. Không gà có gì vui không kể cho chú Hồ nghe với. Con không có chuyện gì vui, cũng bình thường ở nhà thôi. Bình thường ở nhà thôi hả? Dạ cũng có mấy mình thường quân mà hôm bữa cũng vô quay con. Đâu phải Mạnh Thường Quân, đài. Đài truyền hình hết. Đài truyền hình. Vô quay con hả? Vô cũng như cái kiểu này nè. À, học giỏi hả? Học giỏi á. Mà nó cho một suất học bổng 20 triệu. Mà một tháng nó chỉ cung cấp cho thằng Hưng là chỉ có 500 ngàn thôi. Chứ không phải là một gói đó mà để giao thẳng. Đúng rồi, thì hỗ trợ học bổng 20 triệu là triệu. Đến khi nào hết thôi. Hết 20 triệu thôi. Hết 20 triệu thôi, mà một tháng thì chỉ lấy có được 500 ngàn vậy thôi. Đúng rồi, để hỗ trợ đi học. Thì của thằng bên cái gì, Yakun đó. Sữa Yakun. À. Là cặp lá, cặp cái gì, cặp lá yêu thương á. À. Được 20 triệu là mỗi tháng 500 ngàn, tháng nào cũng vậy. À. Đến 20 triệu thì thôi. Để cho bé Hưng đi học. Mỗi ngày đi học nhiêu tiền Hưng? Dạ, có khi 10, có khi 20. Có tiền thì 20, cũng tiền thì 10 ngàn. Mà không có ăn cơm thì 20 mấy ngàn gì. Cái mặt, gương mặt Hưng nhìn sáng đẹp trai ghê á. Còn Hào ít nói lắm Hào, ít nói lắm cô bác anh chị. Nói gì cho cô bác anh chị nghe coi. Không biết nói gì. Con lớp mấy rồi Hào? Dạ con năm nay lớp tổ trường là lớp 9. Lớp 9 hả? Con nhiêu tuổi rồi? Con 16 tuổi. Có nghĩa là học trễ hết. Trễ 1 năm hết, hai anh em nó trễ 1 năm hết. Hưng là nhiêu tuổi hả? Năm nay là đáng lý Hưng lên lớp 5. Ừ. Có tuổi con gắn đó, không biết. Dạ. Nhưng mà sao học trễ ta? Tại vì lúc mẹ nó bệnh nè. À. Rồi chuyển trường từ bên Phú Quốc về á. Dạ. Chuyển cái bắt đầu nhà trường ở đây nó ém, nó nhỏ lại, hồ sơ về không kịp. À. Thì cho nên bắt buộc phải ngồi lại năm lớp 6. Này ngồi năm lớp 2, này ngồi năm lớp 6. Những ngày còn nhớ mẹ không? Dạ còn. Khi chở đi chở hoài chứ không? Khi chở là mẹ hoài hả? Ừ, mà thời gian đâu đi. Đi làm nữa. Anh thấy chỉ làm ban đêm thôi anh thấy. Ngày đi làm hồ. Bữa nay cũng nghỉ mấy ngày rồi nó bơm cát mình đến đen rồi ngồi rất ớn. Ngày nhiêu anh? 100 mấy nữa. Nếu mà có đi làm hồ cũng được, trong ngoài ngàn nữa. Anh đi làm hồ thì ở nhà ai nấu cơm? Thì nấu sẵn rồi làm đồ ăn sáng thức sớm. Mấy giờ thức làm? Giờ mấy thức rồi. À. Rồi chiều mình đi làm về mình ghé mình mua đồ hết rồi bắt đầu là nhiều khi đi sớm quá thì gửi bà chị lên đây. À. Thì bà nói thôi ở nhà nấu dùm cho mấy nhỏ đó. Rồi mình đi rồi. Tại nhiều khi đi làm xa. Dạ.
sống cảnh gà trống nuôi con thì thấy buồn chuỗi không? Nói chung là buồn, không buồn mà con nó học giỏi, học khá là nó cái nguồn động lực của mình rồi. Nó làm cho mình cũng vui vẻ rồi, không có để suy nghĩ nữa. Nói chung bé Hào thì học không giỏi, mà học cũng khá. Ngoan là được rồi. Ngoan là được rồi. Nói chung là năm nay nó được lớp, ủa nó được hạng mười mấy là cũng cũng nói chung học cũng khá, gắt khá rồi đó. Còn Hưng thì nó xuất sắc rồi. Anh có con tâm nguyện là sau này mình muốn con mình làm gì không? Bây giờ theo mình á, thì hồi đó mình ước này ước nọ, còn bây giờ theo mấy đứa này thì tâm nguyện tự con mình thôi. Chứ bây giờ mình ước cũng không được nữa. Hồi anh nói bằng không biết tới đó không nữa chứ đừng nói là Hưng thì có nói thường thỏa thẻ với anh là ước làm gì không anh? Lớn lên cũng đi làm lao động nuôi cha rồi, chứ có ước gì nữa đâu. Dạ yeah. Có bao giờ anh lo rằng là mình sẽ không đủ kinh phí để cho con mình sau này nữa đi học đại học được không? Nếu mà thằng Hào á thì chắc có lẽ nếu mà có khả năng được bao nhiêu thì được, như lớp 10 cũng được, cho đi vừa đi học chữ vừa đi học nghề cũng không đến đổi. Còn bé Hưng thì tương lai của nó còn dài lắm, để bây giờ tự nó tự lực. Bây giờ anh không biết, bây giờ giáo tỷ anh còn sức khỏe như vậy, 57 tuổi rồi, giáo tỷ biết đâu là 2-3 năm nữa rồi anh theo mẹ nó nữa thì đó, mấy cha con mấy đứa con thì thấy nó vất vả rồi. Anh nói vậy bé Hưng rồi nghe nó buồn sao? Anh nói gì con của mình nó nghe nó tuổi nó sợ bơ dơ rồi sao? Tại ai có mình anh là điểm tựa hay là? Thì mình nói vậy đó, trời cho sống tới đâu hay tới đó chứ là sao biết được. Anh thì lớn tuổi mà tuổi của con mình quá nhỏ, quá đúng nhỏ không? Đúng rồi. Lúc đó anh lập gia đình là nhiêu tuổi? Anh lập ba mấy, ba mấy tuổi là lúc mà sanh thằng này á là còn phải đưa ở nhà trọ nữa mà chưa có nhà đâu. Lúc đó ở nhà trọ mấy năm trước rồi mới về bên bà ngoại mới cho đó, là sanh này được nè. Rồi bắt đầu cho cũng cái nhà cũng bự hơn này. Rồi về tự hai vợ chồng rồi làm rồi cắt lên. Nhà nước cũng hỗ trợ cho được cái phần trên đó, lúc mà con được hai thằng bắt đầu nhà nước mới cho được cái phần trên, cắt cái gác lên đó. Nói chung cuộc sống mình cũng vất vả lắm. Nuôi từ em rồi tới bắt đầu nuôi từ con. Bây giờ chị mất rồi, giờ một mình gà trống nuôi con à. Thì nói chung là có động lực của mấy thằng con thì mình cũng ráng sống, chứ bây giờ con mình còn nhỏ quá thì mình cũng phải ráng sống chứ đâu phải nói gì được. Có bao giờ anh dự định là mình sẽ bước thêm bước nữa không anh? Không. Bây giờ bước nữa thì chia 5 sẽ 7 nữa rồi sao? Tiền đó ra đâu, thà là con chạy. Nhiều khi không ăn thì nhịn cho con hết tất cả, sáng thì mỗi thằng 20 ngàn thì đi mua hộp cơm gì đó. Đó cho con nó ăn rồi mình đi, rồi ở nhà thì đó có nước gì uống này tự túc qua được, mấy này thì nó làm được hết. Tại vì có nặng thằng này học thêm, hai anh em nó, thằng này học bữa thứ sáu chủ nhật, thằng Hưng thì học buổi chiều. Hưng học tới thứ tư, từ thứ hai học tới thứ tư. Có bao giờ con lo rằng là ba không có đủ tiền để cho mình đi học không Hưng? Dạ không. Bởi vì ba con cũng lo đầy đủ cho con, con cũng không có sợ. Không sợ hả? Dạ. Lỡ sau này ba già ba yếu rồi sao? Vậy thì con cũng tự lực cánh sinh, con ra ngoài con làm thôi. Cái tuổi của con này nó quá nhỏ, nó không đến 10 tuổi nữa, tự lực cánh sinh thì tự lực như thế nào? Thì con đi có khi bán số như lượm như chai. Có khi bán số lượm như chai? Lượm dây chai làm sao đủ tiền đi học? Thì mình dán lượm nhiều nhiều lên, mình đi bán cái chỗ nào mà người ta thu lại nhiều á. Sao lượm nhiều được? Nhiều người lượm dây chai cũng nhiều người lượm chứ. Thì con kiếm mấy cái chỗ mà không thấy mà không có người nào lượm á, thì mình xuống mình lấy. Con có thấy mấy chú lượm dây chai chưa? Ừ, có. Con thấy mấy chú đó lượm dây chai, con có hỏi là ngày bán được nhiêu không?
Không, mấy chú nó cũng đi lẹ lắm, mấy chú nó lấy lẹ. Đúng rồi, một là có sức khỏe, hai là phải lớn, ba là phải lũi vô lùm vô bụi. Đó, vậy con nhắm con nhỏ con làm được không? Thì ví dụ con làm được ngày 50 ngàn tiền đâu con đi học. Con cũng để dành một năm thì mới đóng một lần thì mình để dành được mà. Nếu như mà mình đi học thì mình có thời gian đâu mình lượm. Thì thứ bảy chủ nhật đó. Thứ bảy chủ nhật 2 ngày sao được đi học nguyên tuần. Chừng nào rảnh thì con về con lượm thì con cũng được rồi. Chú muốn hỏi con có lo rằng ba mình lớn tuổi rồi. Ba này lớn tuổi rồi. Có lo rằng là sau này ba, lúc nãy ba nói á, sợ sau này là ba đi theo mẹ vậy đó, lớn tuổi á. Thì có, con lo, con có lo cái việc đó không? Dạ có. Thì con cũng kêu gọi mấy mạnh thường quân giúp đỡ thôi. Không có biết làm gì. Kêu gọi là một chuyện, người ta có... Mạnh Thường Quân có giúp đỡ mình hay không là một chuyện khác nữa. Dạ. Thì nếu như mình Mạnh Thường Quân không giúp đỡ, tụi con còn nhỏ không đi nhặt ve chai được thì sao? Thì con cũng không biết làm sao nữa. Ví dụ như có mấy cô chú mà bảo lãnh con đi học ở trường, ở một cái trường nào đó, mà con vô đó con học ở trong đó, ăn sinh hoạt đồ trong đó luôn được, nuôi hết tất cả những cái chi phí học tập và muốn cho con luôn, ba con với lại hai anh ở đây thì con chịu không? Dạ chịu. Nếu mình lo được chung hai anh con với ba con thì cũng chịu. Có nghĩa là ba con với hai anh con ở đây, con một mình con lên Sài Gòn. Dạ, thì con cũng kêu người ta hỗ trợ cho ở dưới đây. Kêu như thế nào? Con cũng nếu mà người ta đem lên chợ thì người ta cũng phải hỗ trợ ở dưới đây cho ăn cơm, cho tiền để ăn cơm, ăn tiếng ngồng con đi, con cũng không biết sao. Con nói con suy nghĩ đến cái điều gì mà sao tự nhiên nước mắt của con khóc? Con cũng biết nó tự nhiên nước mắt như vậy. Tự nhiên nước mắt nó vậy hả? Có gì buồn nói với chú Hồn với cho cô bác quý anh chị biết để giúp đỡ gia đình mình. Ừ. Sao khóc? Tự nhiên nước mắt chảy rồi con không biết sao khóc. Tự nhiên mình phải buồn thì nước mắt mình nó mới chảy được chứ. Không nói được hả? Có bao giờ mình suy nghĩ rằng là mình thấy sao mình lại coi như là khổ quá, cuộc sống ba mẹ mình khổ quá, mình bất hạnh quá, mình sanh ra có ba mẹ cũng có nhà cửa đàng hoàng mà tự nhiên mẹ mình mất đi, rồi ba của mình thì phải lao động mà tuổi là đỡ lớn rồi, mình muốn được đi học như các bạn vậy đó mà cái việc đi học đối với mình cũng khó khăn nữa, thì mình có buồn tuổi cho bản thân mình không? Không. Cũng được, mấy bạn có ba mẹ thì cũng mấy bạn nó cũng vui, con không có tôi cũng học bình thường thôi chứ vậy rồi chứ không biết làm gì nữa. Không biết làm gì nữa hả? Về lủi thủi thì ba nấu cơm ăn hả? Ba nấu cơm cho ba anh em ăn. Sao con thở lên muốn nói gì với chú hả? Không hả? Chứ sao? Mỗi lần mà Bùi Hồ đến đây á thì gia đình của anh Thủy nè, bé Hưng nói mà anh Thủy anh cũng ngậm ngùi, anh muốn khóc nữa. Thì không biết là thật ra thì cô bác với anh chị thì giúp bằng cái vật chất thôi, bằng cái sự chung tay của cô bác với anh chị để cho vượt qua khó khăn này. Còn cái sự mà mất mát hay là sự mà nội tâm của ba đứa con của anh với lại anh Thủy á, thì chỉ có những người ở trong
hoàn cảnh như thế này nè, người ta mới hiểu. Mỗi lần đến khác nhau thì cái cảm xúc của Bùi Hồ nó lại khác nhau à. Không biết tại sao bé Hưng lại cứ tuổi hoài, chắc có lẽ là con còn nhớ mẹ hay sao không? Ừ. Mẹ của con thì cũng, con cũng biết con học giỏi vậy, mẹ của con cũng vui lòng rồi. Ừ. Anh thầy có muốn nói gì không? Khóc nữa rồi. Nói chung là gặp gia đình mà sáng sớm thì cũng chia sẻ câu báo với anh chị để mà hiểu thêm, nhưng không phải là soi mói về cái đời tư gì cả. Cũng như là cái cuộc sống của gia đình của anh Thủy hiện nay á, thì Bùi Hồ cũng đã có chia sẻ ở những video clip trước rồi, và cũng đã chia sẻ về cái hoàn cảnh của anh Thủy, một người gà trống nuôi con, rồi cũng đã được cô bác của anh chị giúp đỡ, cũng đã vượt qua được những lúc khó khăn anh Thủy ha. Dạ. Và đến thời điểm này coi như là cuộc sống ổn định. Dạ. Cái lo nhất là cái tương lai ở phía trước á, không biết sau này thì bé Hưng á, khi mà anh Thủy lớn tuổi đi nữa thì ổng lao động thì nó sẽ như thế nào, và cuộc sống của ba anh em sẽ ra sao thôi. Và ngày hôm nay á, quay trở lại thăm để cho cô bác quý anh chị có thể nắm bắt được cái tình hình hiện tại của anh Thủy, cũng như là một người gà trống nuôi con ngay tại thành phố Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang này. Cũng thay mặt cho chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền gửi cho gia đình mình 1 triệu đồng để gửi cho bé Hưng có chi phí ăn học. Cảm ơn chú với cô. Chú Thiện Minh và chú với cô được à? Dạ, cảm ơn chú với cô đã giúp đỡ con. Con cũng không biết nói gì thêm nữa. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đi con. Dạ, con cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình con vượt qua cái khó khăn này. Con xin hết. Con không biết nói gì thêm. Dạ, anh Thủy có muốn nói gì không? Nói chung thì lúc đầu quá tính cũng như cái kiểu bây giờ hoàn cảnh nó khó khổ quá, thì nếu mà các mạnh thường quân đã giúp gia đình vượt qua khó khăn á, thì nếu mà sau này còn thương xót ba đứa con á, thì nhờ các mạnh thường quân trong và ngoài nước á, chung tay cho ba đứa con em có thể mua được cái miếng đất nhỏ nhỏ, cắt lên một cái căn nhà để có một cái mái ấm cho ba đứa con. Sau này tôi có giả tỷ, tôi có theo bà xã thì ba đứa con cũng vẫn có cái nhà. Chứ sợ sau này là trả tiền không đủ đúng không anh? Đúng rồi. Nó không làm gì hết tiền để nó trả tiền trọ được. Anh Thủy ngậm ngùi nói không được cô bác anh chị, tại suy nghĩ về cái diễn cảnh phía trước đó cũng còn khá là dài, tuổi các bé thì cũng còn khá là trẻ. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin cảm ơn chú Thiện Minh và cô Diệu Tiên đã ủng hộ gia đình của anh, và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, cô chú anh chị đã từng ủng hộ những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung và gia đình của anh Thủy nói riêng. Chúc cô bác quý anh chị luôn dồi dào sức khỏe. Và một lần nữa thì chắc có lẽ là để ủng hộ cho anh Thủy á, thì cô bác quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Thủy qua số mấy anh Thủy ha? 0943 870 1 đó là số điện thoại của anh Thủy ngay tại thành phố Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang, hoặc là có thể liên hệ đến địa chỉ số 104 đường Nguyễn Thường Thực, phường Gạch Sỏi, thành phố Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Còn bây giờ thì không biết nói gì hơn, cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Cảm ơn tất cả, một lần nữa cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã cùng chung tay giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn để vượt qua những cái lúc mà ngặt nghèo nhất của cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ạ.